Thầy chào các em. Những bài học trước thì chúng ta đã nghiên cứu về giới hạn của hàm số này, rồi hàm số liên tục. Và trong cái hàm số liên tục đó thì cái bài học gần nhất của chúng ta vừa rồi, thầy có bàn đến với các em về một cái khái niệm, đó là cái điểm gián đoạn của hàm số. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài cuối của cái chương hàm số liên tục bằng thông qua một số những cái định lý cơ bản, rất cơ bản liên quan đến cái hàm số liên tục, để thông qua đó chúng ta thấy được cái ý nghĩa, cái ứng dụng của cái hàm số liên tục này nó để chúng ta làm cái gì. Ở đây thì thầy chỉ có giới thiệu cho các em một số những cái định lý thôi chứ không có hết đâu, nó sẽ còn nữa. Thì trong cái phạm vi bổ trợ kiến thức này thì thầy chỉ dừng lại ở một số định lý rất cơ bản, rất thường dùng, rất thường gặp ở trong thực tế, và một số những cái ứng dụng của nó như thế nào để chúng ta làm việc với những cái vấn đề lớn lao hơn. Trước hết thì có một cái định lý thứ nhất như thế này, đó là nếu mà chúng ta có hàm số f của chúng ta liên tục trên đoạn AB thì khi đó cái hàm của chúng ta nó sẽ bị chặn trên cái đoạn đó. Thế thì ở đây nhắc lại một chút, nếu mà nó liên tục trên đoạn AB thì có nghĩa là nó liên tục tại mọi điểm thuộc cái khoảng AB, đồng thời nó liên tục bên phải tại điểm A và liên tục bên trái tại điểm B, thì khi đó ta bảo F liên tục trên đoạn AB. Và khi nó đã liên tục trên đoạn AB rồi thì đương nhiên là nó sẽ bị chặn trên cái đoạn AB đó. Thế còn cái khái niệm bị chặn như thế nào thì nhân tiện đây thầy cũng nhắc lại một chút để chúng ta nhớ lại cái khái niệm một hàm số bị chặn, tức là hàm số giới nội trên cái đoạn AB. Đó là nếu mà chúng ta nói nếu mà nó bị chặn trên cái đoạn AB đó thì bao giờ chúng ta cũng tìm ra được một cái số thực m. Thực sự ra thì cái m này nó là một cái số dương đó, số không âm, để sao cho cái trị tuyệt đối của fx của chúng ta nhỏ hơn hay bằng m và với mọi x thuộc vào cái đoạn AB. Thì đây là cái khái niệm bị chặn. Mà cái định lý một này nó còn hay hơn nữa, là không những là nó bị chặn mà nó còn có thể đạt được cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn mà nó liên tục. Nó đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên cái đoạn AB nghĩa là cái hàm số của chúng ta nó sẽ lớn hơn hay bằng một cái số nào đó thì nó là đạt giá trị lớn nhất, và nó tồn tại một điểm thuộc vào đoạn AB để giá trị hàm số đó bằng cái số nhỏ nhất đó. Tương tự như vậy cho cái giá trị nhỏ nhất, lớn nhất cũng thế. Thế thì một cách tóm tắt lại, đó là nếu mà f liên tục trên đoạn AB thì chúng ta hình dung được ngay trong đầu là cái hàm số của chúng ta, thứ nhất là nó bị chặn trên cái đoạn AB, và hơn thế nữa là nó còn đạt được cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn mà nó liên tục. Thế thì ở đây thầy muốn nhấn mạnh một chút về cái chuyện này. Giả thiết cho rất rõ là F liên tục trên đoạn AB. Đoạn. Vậy thì bây giờ nếu mà F liên tục trên khoảng AB thì F có bị chặn trên cái khoảng AB đó hay không? Thì chúng ta theo dõi một cái ví dụ nho nhỏ như sau. Thầy cho cái hàm số f được định bởi 1 trên x. Thế thì rõ ràng cái hàm số 1 trên x này của chúng ta nó liên tục trên cái khoảng từ 0 đến 1. Sở dĩ nó liên tục trên khoảng từ 0 đến 1 bởi vì 1 trên x là hàm số xác định hoàn toàn trên khoảng từ 0 đến 1. Và đây lại là hàm số sơ cấp, cho nên đương nhiên là nó liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định. Vậy thì vấn đề đặt ra với các em rằng là thế thì nó có bị chặn trên khoảng 0,1 hay không? Thì chúng ta theo dõi một chút chỗ này. Thế thì bây giờ ta đi tìm lim của fx khi x dần đến bên tay phải của số 0, tức là tiến đến 0 cộng. Thế thì x tiến đến 0 cộng tức là x dương. Thế thì 1 chia cho một cái số dương dần đến 0 thì nó ra được là cộng vô cực. Thế thì khi f của chúng ta tiến về cộng vô cực khi x dần đến bên phải của số 0 thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy được một cái điều sau đây.
Nếu mà chúng ta lấy một cái em mà tùy ý, một số dương lớn tùy ý để nó ép của chúng ta, nó dần ra cộng ô cực, thì ta chọn cái em mà lớn tùy ý, thì chắc chắn rằng sẽ bao giờ cũng tồn tại một cái x0 thuộc vào cái lân cận của số 0. Ở đây thầy cho luôn nó thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1, thuộc vào cái lân cận bên phải của số 0, bởi vì x tiến đến 0 cộng mà. Để sao cho cái fx của chúng ta nó lớn hơn hẳn em mà, thì lúc đó cái f của chúng ta nó mới tiến về cộng vô cực được. Tức là cụ thể ở đây là 1 chia x0 nó phải lớn hơn em. Mà nếu vậy thì ta thấy là cứ hễ cho một cái em mà dương tùy ý, lớn tùy ý, bao giờ ta cũng tìm được một x0 thuộc vào cái khoảng đó để cho một chia x0 lớn hơn hẳn cái em ở đó. Thì vậy rõ ràng f của chúng ta không thể chặn lại được, tức là không thể bé hơn được một cái số dương cố định được. Trị tuyệt đối của nó không thể bé hơn một cái số dương cố định, cho nên nó không bị chặn. Như vậy thì rõ ràng ta kết luận được ngay f không bị chặn trên cái khoảng 0,1. Như vậy thì rõ ràng một điều rằng là cái định lý 1 này, thầy vừa trình bày xong đấy, thì chúng ta chú ý rằng hàm số f chỉ được phép liên tục trên đoạn AB thôi, thì lúc đó nó mới bị chặn trên đoạn AB. Và không những thế, nó còn đạt được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn đó. Còn nếu f liên tục trên khoảng AB thì chúng ta không kết luận được gì về cái tính bị chặn của hàm số f trên cái khoảng đó cả. Có khả năng nó bị chặn đấy, và cũng có khả năng nó không bị chặn. Có nghĩa là ta không kết luận được điều gì cả. Thế bây giờ sau đây chúng ta xem một cái ví dụ để ứng dụng cái định lý 1 này. Đây là một cái chúng ta, nếu mà chúng ta nắm vững cái chương giới hạn thì cái ví dụ sắp tới đây chúng ta sẽ thấy, chúng ta nhìn ra được vấn đề ngay. Đó là thầy cho như thế này, đó là nếu mà f liên tục trên cái nửa khoảng từ a đến cộng vô cực, đồng thời giới hạn của f khi x dần ra cộng vô cực nó hữu hạn, thầy giả sử nó bằng a, thì lúc đó f cũng bị chặn trên cái nửa khoảng từ a đến cộng vô cực. Thầy vừa rồi thầy có gợi ý cho các em, nếu mà chúng ta nhìn ra được, chúng ta nhận ra được cái chúng ta hình dung ra được cái chương giới hạn đó, thì khi mà f của chúng ta nó khi x dần ra cộng vô cực mà f của chúng ta nó tiến về một cái số hữu hạn thì chắc chắn là nó cũng sẽ bị chặn. Mới bị chặn là cái khúc khi x dần ra cộng vô cực đó, nó sẽ bị chặn nó lại. Nhưng mà bây giờ để chứng minh một cách tường minh hơn thông qua cái hình ảnh mà thầy vừa mới diễn tả bằng lời cho các em thấy, bằng cái ngôn từ giải thích thì như thế này. Thế thì trước hết chúng ta sử dụng cái giả thiết là giới hạn của f khi x tiến đến cộng vô cực nó là cái số hữu hạn a này, bằng cách mà chúng ta diễn tả bằng cái định nghĩa như thế này. Đó là với mọi epsilon dương, chúng ta còn nhớ cái định nghĩa giới hạn của hàm số f khi x dần đến cộng vô cực bằng a đó, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm ra được một cái số b phụ thuộc vào cái epsilon này, dương. Sao cho khi mà để diễn tả x tiến ra cộng vô cực, tức là x phải lớn hơn hẳn b, và cho giới hạn nó bằng a, cho nên là cái trị tuyệt đối của fx trừ a nó phải nhỏ hơn cái epsilon dương cho trước này. Thế thì ở đây thì thầy cố tình thầy nhắc lại cái định nghĩa giới hạn khi x dần ra cộng vô cực. Chứ còn thực tế ra cái bài toán này nè, chúng ta không cần thiết là phải sử dụng một cách máy móc cái định nghĩa đó đâu. Chúng ta chỉ cần chọn ra một cái số cụ thể thôi, chứ không nhất thiết mang một cái tính chất tổng quát. Thế bây giờ cụ thể ở cái chỗ này, thế bây giờ tồn tại cái số B này nè, cái B này là nó phụ thuộc cái epsilon. Thế bây giờ ta sẽ đi chọn cái B, ta chọn B dương như thế nào đó để cho cái x lớn hơn b này nó lọt vào cái tập xác định từ a đến cộng vô cực. Mà muốn cho x lớn hơn b mà nó lọt vào cái tập xác định từ a đến cộng vô cực thì ta chỉ cần chọn cái b này nó lớn hơn cái a nhỏ là xong thôi. Vì khi x lớn hơn b thì chắc chắn rằng cái x này nó sẽ lọt vào cái nửa khoảng từ a đến cộng vô cực ngay, để bảo đảm rằng cái fx của chúng ta nó tồn tại, nó xác định. Như vậy thì nó tóm lại như thế này. Bây giờ chúng ta lại suy nghĩ ngược lại, ta chọn một cái b cụ thể lớn hơn a. Rồi với cái b cụ thể đó
ta chọn ngược lại cái epsilon này cũng cụ thể luôn, thì lúc đó cái fx này trừ a trị tuyệt đối bẻ epsilon, và cái epsilon này chúng ta cứ hình dung được là một con số cụ thể, con số cụ thể, con số cố định, chứ không nhất thiết phải lấy với mọi đâu. Chúng ta chỉ sử dụng một cái phần rất nhỏ trong cái định nghĩa của giới hạn thôi, chứ không cần dùng hết. Vậy thì lúc đó cái trị tuyệt đối của fx trừ a nhỏ hơn epsilon này, thì từ đây ta suy ra được một điều dễ dàng rằng trị tuyệt đối của fx sẽ phải bé hơn trị tuyệt đối của a nhỏ hơn epsilon, điều đương nhiên, phải không nào? Bởi vì fx của chúng ta nó nằm trong cái lân cận của cái điểm a, thì đương nhiên là trị tuyệt đối fx phải bé hơn trị tuyệt đối của a cộng epsilon. Thế rồi bây giờ, vừa rồi thầy bảo rằng ta chọn cái b nó lớn hơn cái a nhỏ này để bảo đảm cái f này của chúng ta tồn tại. Như vậy do f của chúng ta liên tục trên cái đoạn từ a, nửa khoảng từ a đến cộng vô cực, cho nên chắc chắn nó cũng sẽ liên tục trên cái đoạn từ a nhỏ cho đến b lớn. Mà nó liên tục trên đoạn từ a nhỏ đến b lớn thì chắc chắn rằng nó sẽ tồn tại cái giá trị lớn nhất của hàm số f trên cái đoạn từ a nhỏ đến b. Có nghĩa là nó tồn tại cái max. Và khi đó thầy đặt cái n lớn của chúng ta, nó là cái giá trị nhỏ, nó bị chặn, chứ không cần phải lớn nhất, nhỏ nhất, nó sẽ bị chặn trên cái đoạn đó. Tức là nó sẽ có một cái số n để sao cho trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn n với một x thuộc vào cái đoạn a nhỏ b lớn. Bởi vì nó liên tục trên đoạn a nhỏ b lớn thì nó bị chặn. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta xem, nếu bây giờ thầy gọi m lớn nó là số lớn nhất trong hai số sau đây. Số thứ nhất là trị tuyệt đối của a cộng epsilon, và số thứ hai là cái số n này này. Như vậy thì ta xem này, nếu mà x đi từ a đến b thì trị tuyệt đối của f nhỏ hơn n, thì đương nhiên trị tuyệt đối của f cũng nhỏ hơn m, nhỏ hơn hay bằng m. Tại đây nhỏ này bằng n thì có khả năng m lớn bằng n lớn. Thì lúc đó nếu x đi trong x nhỏ hơn b lớn, thì nói một cách tóm tắt, nếu x nhỏ hơn b lớn và lớn hơn a thì trị tuyệt đối của fx nhỏ hơn hay bằng n, thì dẫn đến trị tuyệt đối của f cũng phải nhỏ hơn hay bằng m. Còn khi mà x lớn hơn b đây, thì ta đó có trị tuyệt đối của f nhỏ hơn trị tuyệt đối của a nhỏ cộng cho epsilon, thì đương nhiên trị tuyệt đối của f cũng phải nhỏ hơn hay bằng m lớn. Như vậy tóm lại, dù x có nhỏ hơn b hoặc x lớn hơn b thì trị tuyệt đối của fx bao giờ cũng phải bé hơn hay bằng m với mọi x lớn hơn hay bằng a nhỏ, đúng chưa nào? Đó. Trong trường hợp nào nó cũng phải nhỏ hơn hay bằng m với x lớn bằng a. Mà x lớn hơn bằng a, ta tìm được cái m lớn để trị tuyệt đối của f nhỏ hơn hay bằng m, thì đương nhiên f của chúng ta sẽ bị chặn trên nửa khoảng từ a đến cộng vô cực. Và đây chính là cái điều mà chúng ta vừa mới chứng minh được ở cái định lý của cái điều mà chúng ta phải chứng minh ở cái ví dụ này. Qua cái ví dụ này thì chúng ta chỉ sử dụng một cái chuyện liên quan đến toàn bộ là lý thuyết thôi. Chúng ta sử dụng đến cái một chút vào cái chỗ này, đó là f liên tục trên đoạn từ a đến b thì f bị chặn, tức là tồn tại cái n để trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn n. Thế bây giờ thì ta xem tiếp đến một cái định lý tiếp theo, định lý số 2. Đó là bây giờ thầy, nó cái định lý này nó gọi là cái định lý về cái giá trị trung gian của hàm số khi nó liên tục. Nếu thầy cho hàm số f cũng liên tục trên đoạn AB, nhớ là trên đoạn AB thôi. Và nếu mà k của chúng ta là một cái số
nằm giữa hai cái giá trị FA và FB. Và dĩ nhiên khi ta viết như thế này thì có nghĩa là FA nó phải bé hơn FB. Nhưng mà thực tế thì chưa hẳn là FA đã bé hơn FB đâu. Nếu mà FA giả sử lớn hơn FB thì chúng ta lại có K nó đi trong cái khoảng từ FB đến FA, tùy theo từng bài. Thì lúc đó người ta bảo như thế này, luôn luôn sẽ tìm được một cái giá trị x0 thuộc vào cái khoảng AB để cho cái fx0 của chúng ta nó bằng đúng cái K. Điều này có nghĩa là như thế này nè. Nếu f của chúng ta mà liên tục trên đoạn AB thì f sẽ nhận mọi giá trị trên cái đoạn FA, FB hoặc ngược lại FB, FA tùy theo FA hay FB ai lớn, ai bé ta xếp nhỏ trước, lớn sau. Hay nói một cách rõ hơn một tí nữa là nếu F liên tục trên đoạn AB thì cái tập giá trị của cái hàm số của chúng ta nó chính là FA, chính là cái đoạn FA, tức là nó sẽ nhận mọi cái giá trị trung gian giữa FA và FB. Và chúng ta nhớ như vậy. Tức là nó bao giờ nếu mà ta lấy một cái K thuộc vào cái đoạn đó thì bao giờ cũng tìm được một cái x0 thuộc vào cái đoạn đó, nhận mọi cái giá trị trung gian. Thế bây giờ chúng ta theo dõi chút một chút chỗ này nữa. Thế bây giờ nếu mà chúng ta có một cái điều bé hơn một chút, đó là nếu F mà liên tục trên đoạn AB và FA nhân FB bé hơn không, tức là nếu mà FA âm thì FB phải dương, hoặc ngược lại FA dương thì FB phải âm. Tức là nếu mà vậy thì cái chữ K này này, bây giờ ở đối với cái nhận xét này nó đóng vai trò là số 0. Chúng ta thầy thử thế số 0 vào đây xem này, các em coi. FA âm, FB dương, tức là nhân lại nó ra âm. Hoặc là số 0 nằm ở đây thì FB âm, FA dương thì nhân lại cũng ra số âm. Thì lúc đó sẽ có một cái x0 thuộc khoảng AB sao cho fx0 của chúng ta bằng K, mà cụ thể ở đây K của chúng ta là số 0. Do vậy đây là cái điều nhỏ hơn cái định lý 2 này bằng cách như sau. Tức là nếu f liên tục trên đoạn AB và fa nhân fb nhỏ hơn 0 thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái giá trị x0 thuộc vào khoảng AB để sao cho fx0 bằng 0. Và cái nhận xét này thường dùng để mà chúng ta chứng minh một cái phương trình của chúng ta có nghiệm, hoặc xa hơn chúng ta chứng minh một phương trình của chúng ta có cụ thể bao nhiêu nghiệm cũng có thể được. Bây giờ chúng ta hãy thử một số những cái ví dụ liên quan đến cái định lý 2, là cái định lý mà ứng dụng về nghiệm của một phương trình. Và chúng ta theo dõi tí. Thế bây giờ chẳng hạn thì cho một cái ví dụ khá nhẹ. Chứng minh phương trình x trừ 1 tất cả nhân cho 2 mũ x cộng cho x trừ 2 bằng 0 có nghiệm. Thế bây giờ thầy đặt fx là cái hàm số f được cho bởi cái biểu thức fx bằng cái vế trái của phương trình chúng ta, tức là x trừ 1 nhân 2 mũ x cộng x trừ 2. Thế thì đây là cái hàm số xác định trên R và nó là hàm số sơ cấp. Do vậy thì đương nhiên là nó liên tục toàn bộ trên R. Vậy thì bây giờ muốn chứng minh phương trình này có nghiệm, cái khó của nó nằm ở cái chỗ chúng ta sẽ đi chọn hai cái giá trị x đặc biệt nào đó để sao cho f của hai giá trị đó nhân lại với nhau ra số âm. Có nghĩa là giá trị f tại hai cái điểm mà chúng ta chọn cụ thể đặc biệt nó trái dấu nhau thì lập tức cái phương trình của chúng ta sẽ có nghiệm ngay thuộc vào cái đoạn đó này. Bây giờ thì bài này dễ, thầy chọn đại, ví dụ thầy cho f0, thầy xem thử coi cái f0 này nó âm hay nó dương nhé. X bằng 0 thay vào đây thì ra được là trừ 1. 2 mũ 0 bằng 1, như vậy cả chỗ này là bằng trừ 1. X bằng 0 thay vào đây bằng 0, còn lại đây trừ 2. Trừ 2 đằng trước là trừ 1, như vậy nó bằng trừ 3.
À, như vậy thì ta thấy rằng cái giá trị của hàm số tại x bằng 0 nó làm số âm. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể ước lượng làm sao đó để tại một cái số, ta sẽ chọn một cái giá trị khác để f tại cái giá trị đó nó là số dương, để có được hai cái giá trị fa và fb trái dấu. Thế lập tức phương trình của chúng ta sẽ có nghiệm thuộc vào cái khoảng AB này. Thì bây giờ ta chọn một cái số nào đó để thay vào nó dương bây giờ. Cũng có nhiều số để ta chọn. Thầy lấy ví dụ thầy chọn F2 ta thay thử nhé. Nếu mà chẳng may F2 thế vào mà nó ra âm, thì bây giờ ta lại thu xếp một cái số khác để làm sao thay vào nó phải sao ra số dương. Cái chuyện đó thì chúng ta làm nháp một tí thì cũng đã xong thôi mà. X bằng 2 nhé. Thay vào chỗ này là bằng 0 rồi nè các em. 2 trừ 2 nó hết rồi. Ở đây ra được là 2 trừ 1 là 1. Rồi 2 lũy thừa 2 là 4 nhân 1 là 4. Số dương. Quá tốt. À, như vậy thì F0 bằng trừ 3, F2 bằng 4. Thì đương nhiên F0 nhân cho F4 là một số âm. Mà mặt khác F liên tục trên R, thì đương nhiên F của chúng ta cũng liên tục trên đoạn từ 0 đến 4. Mà lại tiếp tục có F0 nhân F4 bé hơn 0, cho nên chắc chắn rằng sẽ có một cái x0 thuộc vào cái khoảng 0,2, tức là thuộc vào khoảng AB. Để sao cho Fx0 bằng 0. Mà Fx0 bằng 0 tức là ta thay x0 vào đây nó bằng 0, nghĩa là x0 của chúng ta là nghiệm của phương trình rồi. Thì như vậy thì có nghĩa là phương trình của chúng ta là có nghiệm, chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Thế còn cái nghiệm của nó bằng bao nhiêu, cụ thể bằng mấy, thì chúng ta không trả lời được. Vậy thì cái định lý 2 là định giá trị trung gian đó, nó chỉ cho phép chúng ta dừng lại ở cái chuyện chứng minh phương trình có nghiệm. Cụ thể nghiệm bằng mấy thì định lý 2 không trả lời. Nhưng mà định lý 2 trả lời được cho chúng ta được chuyện này. Tức là chúng ta có thể tìm được cái nghiệm gần đúng của nó. Cái nghiệm đó thuộc vào cái khoảng AB. Thì cũng giống như là cái ví dụ mà chúng ta vừa mới xét. Chúng ta không biết nghiệm của nó bằng bao nhiêu, nhưng chúng ta biết rằng cái nghiệm của nó là thuộc vào cái khoảng 0,2 của hàm số. Rồi bây giờ thì ta lại xem tiếp một cái ví dụ nữa cũng liên quan đến cái ứng dụng đi tìm nghiệm. Thầy cho ba cái số alpha 1, alpha 2 và alpha 3 theo thứ tự alpha 1 nhỏ hơn, alpha 2 nhỏ hơn alpha 3. Và cả ba số ABC đều là những số dương cả. Và đề bài yêu cầu chúng ta rằng chứng minh cái phương trình sau đây có hai nghiệm. A chia cho x trừ alpha 1 cộng B chia x trừ alpha 2 cộng C chia x trừ alpha 3 bằng 0. Xin lưu ý ở đây ẩn của chúng ta là x. Còn A và alpha 1, alpha 2, alpha 3 rồi B, C đều là những tham số của chúng ta cả. Thế bây giờ thầy muốn rút gọn lại cái phương trình này. Muốn rút gọn thì đương nhiên chúng ta có điều kiện mẫu khác không. Tức là x phải khác alpha 1, x phải khác alpha 2, x phải khác alpha 3. Thầy viết tách cho nó nhanh. X khác alpha 1, alpha 2 và alpha 3. Thế thì khi đó chúng ta biến đổi cái phương trình của chúng ta bằng cách quy đồng mẫu số và có quyền bỏ mẫu đi. Thì như vậy ở cái đầu tiên chúng ta thấy là A. Và nó còn thiếu cái gì? Mẫu đã có được x trừ alpha 1 rồi. Thì nó còn thiếu là x trừ alpha 2 nhân cho x trừ alpha 3. Thế còn B của chúng ta thì đã có x trừ alpha 2, còn thiếu x trừ alpha 1 đây, còn thiếu x trừ alpha 3. Còn C thì đã có được mẫu số là x trừ alpha 3, cho nên chúng ta chỉ cần nhân thêm cho x trừ alpha 1 và x trừ alpha 2. Khi ta nhân lên thì đương nhiên ta nhân chéo sang bên phải mẫu số qua luôn với điều kiện này, thì đương nhiên ta có nó bằng 0. Và lúc này thì ta đặt cả cái biểu thức bên vế trái của chúng ta là fx.
Thế thì chúng ta thấy ngay cái hàm số f của chúng ta nó là hàm số liên tục. Và hãy tạm thời quên luôn cái giả thiết x khác alpha 1, alpha 2, alpha 3 đi đi. Thì ra hàm số f nếu ta chỉ đặt đơn sơ như thế này thôi, thì rõ ràng nó liên tục trên R. Bởi vì nó xác định trên R. Mà nó lại là hàm số sơ cấp thì nó liên tục trên toàn bộ cái miền mà nó xác định, tức là liên tục trên R. Thế bây giờ vấn đề là có hai nghiệm, bây giờ nó chỉ nó khó hơn cái bài vừa rồi một chút là có hai nghiệm. Như vậy thì ta phải chia ra làm hai cái khoảng AB khác nhau. Một khoảng AB, một khoảng CD chẳng hạn thế. Để và hai cái khoảng đó nó rời nhau chứ nó không có cái phần giao, tức là cái phần giao nhau nó phải bằng rỗng. Để ta chỉ ra rằng có một cái nghiệm nó thuộc vào khoảng AB và nghiệm kia nó thuộc cái khoảng CD, thì hai cái nghiệm mà nó nằm ở hai cái khoảng không giao nhau đó thì hai nghiệm nó chắc chắn là khác nhau. Thì lúc đó ta kết luận được rằng nó có hai nghiệm. Mà đây là một cái phương trình bậc 2 thì chúng ta biết rằng trong cái tập số thực thì nó cũng chỉ có tối đa là hai nghiệm thôi, nhưng không thể có thêm nghiệm nào khác nữa. Vậy thì vấn đề đặt ra là hai cái khoảng rời nhau đó ta chọn như thế nào cho khéo để ta có được cái hệ quả của cái định lý 2. Thầy gợi ý nhé. Thế bây giờ ta đi chọn như sau. Ta đi tính cái F của alpha 1. F alpha 1 ta thay x bằng alpha 1 vào đây thì nó bằng 0. Chỗ này nó cũng bằng 0. Như vậy nó chỉ còn lại cái đầu thôi. Tức là nó bằng A nhân cho thay x bằng alpha 1 vào đây thì được alpha 1 trừ alpha 2. Thay x bằng alpha 1 vào đây thì ta có được alpha 1 trừ alpha 3. Thế thì bây giờ theo giả thiết thì ta có alpha 1 nhỏ hơn alpha 2. Do vậy mà alpha 1 trừ alpha 2 là một số âm. Alpha 1 cũng nhỏ hơn alpha 3, do vậy alpha 1 trừ alpha 3 là một số âm. Một số âm nhân cho một số âm là một số dương. Mà A giả thiết cho lại dương nữa. Như vậy cả biểu thức này của chúng ta là một số dương, nó là có một con số dương. Thế thì bây giờ tương tự, ta đi tính tiếp cái F của alpha 2. Thế thì x bằng alpha 2 thay vào đây nó bằng 0. X bằng alpha 2 thay vào đây cũng bằng 0. Vậy chỉ còn lại chỗ này. Thì nó còn lại B nhân thế x vào đây thì được alpha 2 trừ alpha 1. Thế x bằng alpha 2 vào đây được alpha 2 trừ alpha 3. Do alpha 2 lớn hơn alpha 1 cho nên số này là dương. Alpha 2 nhỏ hơn alpha 3 cho nên số này là âm. Mặt khác B lại dương. Dương nhân dương nhân âm ra âm. Chúng ta lại tiếp tục tính tiếp F tại alpha 3. Tại alpha 3 thì chúng ta để ý chỗ này bằng 0. X bằng alpha 3 ngay tại đây cũng bằng 0. Như vậy ta chỉ còn thay x bằng alpha 3 vào cái chỗ C này thôi. Như vậy nó bằng C. Ở đây được alpha 3 trừ alpha 1. Thay x bằng alpha 3 vào đây, ta có alpha 3 trừ alpha 2. Thế thì do alpha 3 là số lớn nhất đây, trong 3 số alpha 1, alpha 2, cho nên alpha 3 trừ alpha 1 là số dương. Alpha 3 trừ alpha 2 cũng là số dương. Và C cũng dương. Do vậy nhân lại ra dương. Và chúng ta thấy dương, âm, dương nhân lại chắc, nhân lại từng cặp một thì chắc chắn nó phải âm chứ. Như vậy thì nếu ta lấy F alpha 1 nhân alpha 2 rõ ràng là số âm. Mặt khác F liên tục trên đoạn alpha 1, alpha 2. Xin lưu ý ở đây thể sát F một cách riêng lẻ, không đụng gì đến cái điều kiện alpha 1, alpha 2, alpha 3 phải khác x. Cho nên nó liên tục trên đoạn alpha 1, alpha 2. Do thế mà nó sẽ có nghiệm trong cái khoảng alpha 1, alpha 2. Mà cái nghiệm đó thầy đặt tên nó là x1. Nhé. Rồi một cách tương tự như vậy, chúng ta lấy F alpha 2 nhân F alpha 3. Âm nhân dương rõ ràng ra âm. Mà F của chúng ta lại liên tục trên cái đoạn alpha 2, alpha 3. Do vậy mà chắc chắn phương trình sẽ có thêm một nghiệm nữa thuộc vào cái khoảng alpha 2 đến alpha 3. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng alpha 1 và alpha 2, rồi alpha 2 và alpha 3 là hai khoảng rời nhau.
lại có một nghiệm thuộc khoảng alpha 1, một nghiệm thuộc khoảng alpha 2 và alpha 3. Cho nên hai cái nghiệm số x1, x2 này của chúng ta là rõ ràng là hai nghiệm số khác nhau. Mà hai nghiệm số khác nhau thì có nghĩa là phương trình có hai nghiệm. Và chắc chắn rằng không thể có nghiệm thứ ba được, bởi vì đây là phương trình bậc 2. Thầy nói lại một tí. X1 nó thuộc vào cái khoảng alpha 1, alpha 2. Rồi x2 thuộc khoảng alpha 2, alpha 3. Mà hai khoảng alpha 1, alpha 2, alpha 2 và alpha 3 là hai khoảng rời nhau. Cho nên đương nhiên x1, x2 là khác nhau rồi. Và đây cũng là cái ví dụ thầy vừa mới chứng minh xong cho các em đấy. À, như vậy thì cái định lý 2 nó chỉ cho phép mình chứng minh một cái phương trình có nghiệm thôi. Thế bây giờ hỏi rằng vậy thì cái nghiệm của phương trình này bằng bao nhiêu? Quả thực chúng ta không chả trả lời được. Nhưng chúng ta biết cái vị trí nghiệm của nó lưng chừng ở trong cái khoảng nào đó thôi. Chứ còn cụ thể bằng bao nhiêu thì chúng ta vẫn không giải quyết được. Và cái khó của cái loại toán này nó lại nằm ở cái chỗ này này. Là phải đi làm nháp để chỉ ra được cái FA và FB phải trái dấu, rồi sử dụng cái tính chất liên tục để chúng ta làm. Để minh họa tiếp cái định lý 2, thầy cho thêm một ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba thì nó lại mang cái ý nghĩa hình học một chút thôi. Bây giờ ví dụ số 3 như thế này. Thầy cho một cái parabol y bằng x bình phương trừ 2x và một cái elip có phương trình x bình phương cộng 9x, 9y bình phương bằng 9. À, chứng minh rằng P và Ơ cắt nhau tại 4 điểm. Thế bây giờ muốn biết B và Ơ cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì chúng ta lập cái phương trình hoành độ giao điểm của P và Ơ thôi. Bằng cách sau đây, ta thay cái y bằng x bình phương trừ 2x ngay vào đây. Thì lúc này ta có được chỗ này là x bình phương này. Rồi cộng 9 chúng ta viết lại. Còn cái y bình phương này thì bây giờ ta thay nó là x bình phương trừ 2x, tất cả bình phương thấy vào đây bằng 9. Chúng ta rút gọn lại một chút thôi. Thế giờ bậc cao nhất của nó là bậc 4, thì ở đây lũy thừa lên đa là x bình phương nữa là lũy thừa 4, được 9x lũy thừa 4. Đến lũy thừa 3 nhé, cùng với thầy nhẩm này. Lũy thừa 3 thì ở chỗ này bình phương lên thì được là trừ 4 lần x lũy thừa 3 nhân cho 9 nữa thì được là trừ 36 x lũy thừa 3. Rồi lấy x bình này, x bình thì có cho mỗi chỗ này. Khi bình phương lên thì ta được là 4 x bình phương chỗ này nhân cho 9 là 36, cộng cho 1 x bình bên này nữa là cộng 37 x bình phương. Rồi có 9 hàng số bên phải thì ta chuyển sang bên trái là trừ 9 bằng 0. Và ta đặt cái biểu thức bên trái này của chúng ta là fx. Thế thì đây là cái hàm đa thức. Thì rõ ràng là nó liên tục trên R. Toàn bộ trên R, liên tục trên toàn bộ cái tập xác định của nó. Thế bây giờ cắt nhau tại tới 4 điểm. Tức là ta phải đi chứng minh rằng cái phương trình này của chúng ta phải có tới 4 nghiệm. 4 nghiệm tức là ta phải tách ra thành 4 khoảng rời nhau. Không, tức là giao nhau nó phải bằng rỗng. Và trên mỗi một cái khoảng đó, phương trình đều có một nghiệm lọt vào cái khoảng đó thì đếm ra được 4 điểm, tức là 4 nghiệm. Thế bây giờ cái khó là phải chọn 4 cái khoảng đó như thế nào để có được cái giá trị F tại hai cái khoảng đó trái dấu. Thì cũng thật sự cũng chả khó các em. Chúng ta có thể dùng nháp một chút thì cũng xong thôi. Thế thì ở đây trong cái phạm vi bài giảng thì thầy gợi ý cho các em tính một số những cái giá trị sau đây. Chẳng hạn như thầy tính cái F trừ 1. Ta thay trừ 1 vào, các em thấy ở đây là được là 9, trừ 9 hết. Trừ 1 đây là bình phương lên là được là 37. Ở đây là trừ 1 với trừ này nữa thành cộng 36 cộng 37 thì ta có được là 73. Nó là một số dương. Thật sự ta tính F trừ 1 là số dương. Thế thì bây giờ ta sẽ đi tính tiếp một cái giá trị nữa, làm sao để nó âm, để nó trái dấu với cái số 73. Thế thì thầy thấy ngay, nếu ta thay x bằng 0 vào đây thì nó sẽ có số 9 thôi.
Cho nên cái giá trị tiếp theo mà thầy tính đó là thầy chọn đó là tính F0. Thay vào 0, 0, 0 còn lại là trừ 9. Hai giá trị này trái dấu với nhau thì chắc chắn rằng nó sẽ có một nghiệm thuộc khoảng từ trừ 1 đến 0. Ít nhất một nghiệm thôi chứ không phải có duy nhất một nghiệm thuộc khoảng từ trừ 1 đến 0 đâu. Ít nhất một nghiệm. Và có bao nhiêu nghiệm thì chưa biết nhé. Rồi bây giờ cái số tiếp theo mà nó gợi ý cho chúng ta thì chắc có lẽ thầy chọn nó là cái F1. Thử xem nhé. Một thế vô đây thì 9 trừ 9 hết. Ở đây còn trừ 36, ở đây còn cái cộng 37 nó ra được là 1. Rất hấp dẫn là cái chỗ là trừ 9 và 1 nó vẫn là hai số trái dấu nhau. Thế ta tính tiếp đến một cái F nữa để sao cho nó lại là số âm. Thử tính cái F2. F2 tính ra mà lỡ mà nó không phải là số âm thì ta lại chọn tiếp làm sao cho nó âm, số khác. Thì ta thay 2 vào thì các em tự tính và chúng ta thấy nó bằng trừ 5, rất đẹp. Và ta tính tiếp một cái giá trị nữa để làm sao thế vào nó phải ra được một cái số dương. Ta tính thử F3, nó bằng 81. Và các em thấy rõ ràng nó theo từng cặp một âm dương à. Như vậy thì trong cái khoảng này thì chúng ta thấy nhân F trừ 1, F0 lại là một số âm. Mà do F liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 0 cho nên chắc chắn chúng ta sẽ có được một nghiệm. Ít nhất một nghiệm thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Thế rồi một cách tương tự ta lấy F0 nhân F1 lại. Nó cũng lại ra âm, trừ 9 nhân 1 ra số âm. Mà F của chúng ta lại liên tục trên đoạn từ 0 đến 1 cho nên chắc chắn sẽ có ít nhất một nghiệm thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1, ta đặt nó là x2. Chưa chắc có một nghiệm đâu, có thể có nhiều. Nhưng mà ở đây ta chỉ dừng lại ở có nghiệm x, có một ít nhất một nghiệm x2 thuộc vào khoảng từ 0 đến 1. Rồi một cách tương tự ta nhân f1 và f2 lại nó ra số âm. Cho nên cũng lại có ít nhất một nghiệm x3 thuộc vào khoảng từ 1 đến 2. Rồi ta nhân F2 và F3 lại cũng ra số âm và do F liên tục trong cái đoạn từ 2 đến 3 cho nên cũng lại có ít nhất một nghiệm đặt tên là X4 thuộc vào khoảng từ 2 đến 3. Thế thì bây giờ chúng ta lại thấy rằng đây là một cái phương trình bậc 4. Mà trong cái tập số thực thì bậc 4 có tối đa chỉ có 4 nghiệm thôi. Mà ở đây thì ta thấy rằng các cái khoảng từ trừ 1 đến 0 rồi từ 0 đến 1, từ 1 đến 2, từ 2 đến 3. Đây là bốn khoảng rời nhau, giao lại với nhau nó ra rỗng hết. Do đó mà chắc chắn rằng x1, x2, x3, x4 đều là những số khác nhau. Mà có bốn số khác nhau mà phương trình chỉ có tối đa bốn nghiệm thôi. Như vậy thì ta biết chắc chắn rằng phương trình này cũng chỉ có bốn nghiệm duy nhất, x1, x2, x3, x4. Nghĩa là cái phương trình hoành độ giao điểm của P và Ơ này lúc này có 4 nghiệm. Cụ thể 4 nghiệm đó là x1, x2, x3, x4. Bằng bao nhiêu? Không biết. Nhưng chỉ biết có nghiệm thuộc vào khoảng từ trừ 1 đến 0. Có một nghiệm thuộc khoảng từ 0 đến 1. Có nghiệm thuộc khoảng từ 1 đến 2. Có nghiệm thuộc khoảng từ 2 đến 3. Đó. Mà có 4 nghiệm thì đương nhiên là P và Ơ cắt nhau tại 4 điểm rồi. Thấy chưa nào? Thế bây giờ ta xem tiếp một cái định lý nữa. Đó là nếu F xác định trên khoảng mở chứa C, thì nếu F liên tục tại C thì FC dương. Và FC dương, xin lỗi, nếu F liên tục tại C và FC dương, thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái khoảng chứa C để F của chúng ta dương hẳn với mọi x thuộc vào cái khoảng đó. Thế thì cái định lý này nó cũng khá hay. Nó cũng có rất nhiều ứng dụng. Và chúng ta xem một cái ví dụ mà thầy gợi mở như sau để dùng cái định lý 3 này. Đó là chứng minh rằng cái bất phương trình sau không có nghiệm duy nhất. M trừ 1 tất cả x bình phương trừ 2 nhân 3M cộng 1 nhân x trừ M bình phương cộng 5 lớn hơn 0. Thì đây như là một cái bài tập về nhà để chúng ta ứng dụng cái định lý 3 để giải. Thế còn nếu như ở nhà mà nếu các em giải không được thì bài học sau thầy sẽ giải quyết tiếp cho các em. Thế hôm nay thì chúng ta chấm dứt cái phần hàm số liên tục.
Bữa học sau thì chúng ta sẽ bước qua cái bài mới là đạo hàm và vi phân của hàm số một biến. Còn nếu cái bài tập mà cho về nhà ở đây mà nếu chúng ta giải quyết không được thì bữa sau thầy sẽ nhắc lại một chút để chúng ta theo dõi. Và có thể thầy sẽ cho thêm một cái định lý nhân nhỏ nữa để chúng ta thấy được cái liên quan đến liên tục, rồi sau đó thì chúng ta bắt qua đến đạo hàm và vi phân của hàm số một biến. Thế bài học chúng ta hôm nay thì chấm dứt ở đây. Thầy thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo.